cửa hàng Lột Máy Cưa xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 15 tháng 11. Cửa hàng chúng em xin lên sóng cho anh em một lô máy cắt cỏ anh em nhé. Hôm nay có những con máy thanh lý cực kỳ rẻ và cực kỳ hời cho anh em luôn. Đấy, như con hôm nay đánh dấu ký tự là lô F này. Lô chữ F từ F1 này, F2, F3, F4 anh em nhé. Anh em ưng con nào trong video ngày hôm nay anh em chỉ cần báo cho em là cái mã thôi. Ví dụ là con này con F1 này. Đấy. Con này là con F2, con này là con F3, con này là con F4. Anh em chỉ anh muốn chốt con S1, S2, F3 hoặc F4 là được anh em nhé. Hình thức đặt hàng của bên em thì cực kỳ đơn giản, không cần cọc trước. Chỉ cần để lại thông tin, địa chỉ thì em sẽ đóng hàng gửi đi cho anh em thôi. Anh em liên hệ cho cửa hàng chúng em, số điện thoại thì cửa hàng chúng em để dưới màn hình rồi. 0354392929. Sau đó thì em có sử dụng Zalo luôn. Anh em nào mà muốn kết nối Zalo để tham khảo thêm cũng như đặt hàng ở trên Zalo cũng được. Ở trong video ngày hôm nay thì em sẽ có báo giá test nổ rõ ràng cho anh em luôn. Có những con máy cực kỳ lớn để đập phát cước luôn anh em nha. Đấy, những con máy mà siêu khủng long luôn này. Con này nòng 40mm luôn. Đấy, giá chỉ 2.200.000 thôi. Tí em sẽ nói rõ tại sao mà có giá rẻ như thế. Hôm nay là thanh lý con F1 này. F1 con này là 750.000. Đấy, con này thì nó là hàng Nhật bãi anh em nha. Nó là hàng Nhật bãi mang thương hiệu Maruyama. Đây, Maruyama 26cc anh em nhé. Đó, và đường kính trên bít tông con này nó là 34mm. Con này thì cả chúng em thu lại của khách nên là mới có giá rẻ như thế này thôi. Nói chung là đã qua chủ ở Việt Nam mình sử dụng rồi đấy ạ. Đấy, thì nó giá thanh lý cho anh em chỉ 750. Cực kỳ hời đúng không anh em? Máy móc thì em đã kiểm tra online hết rồi nha. Tất cả nguyên zin. Từ bình xăng con này. Bình xăng con này, bình xăng con nguyên zin nhá. Nòng hơi còn zin đét luôn anh em. Đấy. Đây, bô của nó còn zin này. Phần cần này. Đây, tem còn nguyên nhá. Maruyama này. Đầu bò nguyên zin luôn này anh em. Chưa hề thay anh em nha. Nên là tại vì nó còn xài cảm thấy là khá là ngon lành và ok. Nên là em lên sóng này cho anh em có nhu cầu mà cầm một chiếc máy cưa, quên máy cắt cỏ nhỏ gọn thì có thể liên hệ cho cả chúng em. Đấy, giá thì cực kỳ hời. Con F1 thì chỉ 750.000 anh em nha. Giật tất nổi cho anh em nghe qua luôn con này. Thì còn nguyên luôn anh em nhá. Tắt vào đây là tắt này, bấm vào đây là tắt. Đấy, e gió của nó thì ở đây. Đó, con này nói chung là tình trạng là còn khá là ngon. Với cái giá 750 thì anh em không cần phải lăn tăn đâu, xuống tiền ngay chứ còn gì nữa đúng không? Đó, nói chung là những cái dòng mà hàng này thì lâu lâu mới có được những cái con mà chủ người ta xài, người ta giữ gìn thôi. Nó còn ngon như thế này. Thì em lên sóng cho anh em. Đấy. Vâng, và nếu mà anh em mà có kinh phí một tí xíu, nói chung em cả anh em kinh phí một tí xíu thì anh em hay lựa cho em con F2. Đấy, con này thì nói chung là về phát cước được rồi anh em nhá. Nòng 36mm và công suất của nó là 33cc. Máy này nó là hàng của Việt Nam mình sản xuất anh em nhá. Và dòng này nó là dòng máy mới luôn. Dòng máy mới luôn anh em nhá. Hệ tum là tum lớn luôn này. Tum to, côn to. Tum là tum rời để cho anh em mà đến nữa em chán không muốn phát cỏ nữa, anh em muốn cần cái cục máy để muốn chế cháo độ chế vào thành máy phát điện hay là máy bơm nước thì ok luôn anh em nhá. Công suất này thuộc dạng là cũng khá là ok rồi. Công suất của con này thì nó tương đương với lại như kiểu là công suất của con máy mà anh em nào mà hay am hiểu dòng máy Nhật bãi thì biết, thì nó tương đương với lại là dòng máy cắt cỏ Mitsubishi TL33 anh em nhá. Đấy, và con này thì được thiết kế khá là chắc chắn này. Đấy, chân chống sát luôn anh em nhá. Lốc này. Và phần tum của nó là tum bằng nhôm luôn nhá, hợp kim nhôm luôn anh em nha. Cần là cần dây. Đấy, coi phần cùm cần này anh em nhìn không? Phần cùm rất là chắc chắn. Có cái phần đệm cao su ở đây để giúp cho anh em mà nó được êm ái phần tay cầm tay lái nhá. Bộ tay ga bóp này, quá xịn sò đúng không anh nha. Đây. Phần đầu bò này cực kỳ chắc chắn nha. Đấy, con này thì nếu mà anh em đặt hàng ấy thì sẽ tặng kèm cho anh em là một dao, một chắn cỏ, một dây đeo và một bộ đồ nghề của nó anh em nhá. Và miễn phí ship cho anh em. Tại sao mà rất là nhiều phụ kiện như thế mà giá lại miễn phí ship nữa? Tiền ship mà giờ gửi tới anh em giờ nó phải gần 100.000 rồi. Gần 100.000 anh em nhá. Đó, mà giá lại chỉ 1.600.000 lại miễn phí ship. Tại vì ấy, là cửa hàng chúng em ấy, nhập là nhập thẳng từ công ty nhập xuống, nên là mới được cái hỗ trợ giá như thế. Còn nếu mà anh em nhập qua 2-3 tay, những cái cửa hàng nhỏ lẻ khác, nhập qua 2-3
tiểu thương khác rồi ạ, thì giá nó sẽ đun lên rất là cao anh em nhá. Nếu mà ngoài cửa hàng ấy thì con này đang bán dao động tầm khoảng hơn 2 triệu, tầm khoảng 2 triệu rưỡi, chứ không có cái giá hơn 1 triệu 6 như thế này đâu ạ. Tại vì cái này thì em nhập từ nhà máy nhập về luôn, tại vì mỗi lần em nhập nó rất là nhiều, nhập cả 100 cây, 200 cây, nên là có cái giá yêu thương như thế này cho anh em nhé. Đấy, đây phần này nhìn này, thương hiệu Fukiwa FVK330 này anh em nhé, công suất của nó là 0,9 kW. Đấy, chế là chế 2 kim luôn anh em nhá, chế 2 kim, và dòng này là dòng mới đét luôn anh em. Đây là lần đầu tiên đổ xăng vào nồi cho anh em. Đấy, anh em gì không, con này siêu chắc chắn luôn anh em nhá, dòng này thì không chê điểm gì rồi. Đây, phần cùm của nó anh em nhìn thấy thiết kế phần cùm này, cái phần cùm là rất dễ hỏng nhất nhá. Bậc đạn của nó này là kim nhôm này, cao su này, được làm rất là chắc chắn và cầu kỳ. Đấy, ra tiết đồ cho anh em nghe qua luôn này. Một tay mà vừa quay video vừa giật nổ thì rất là khó khăn. Em đã bán riêng những con như thế này này, thì em đã bán ở những cái ở bên ngoài, người ta khách ngoài bên em ấy sử dụng thì người ta sử dụng cực kỳ ngon lành em nhé, và người ta phản hồi rất là tích cực luôn về cái con này. Và độ xăng pha nhớt thì con này tiết kiệm nhiên liệu, siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn, một ngày phát kịch kim, ngày làm 8 tiếng luôn nha, hết khoảng 2 lít rưỡi xăng nếu mà anh em phát dao, còn hết khoảng 3 lít xăng nếu mà anh em phát cước. Đấy, con này thì đập cước nó quá là ok luôn rồi. Giá thì chỉ 1.600.000 thì quá là rẻ đúng không anh nha. Hàng máy mới luôn anh em nha, F2. Vâng, và nếu mà anh em nào mà không thích hàng máy mới mà vẫn thích hàng máy bãi này, hôm nay lên cho anh con F3, con này là hàng Mitsubishi của Nhật bãi anh em nha. Dòng này là nhập từ bên Nhật về đây này, chưa qua tay người Việt Nam mình sử dụng. Đấy, hàng này là Mitsubishi TB23. Đây, máy móc nguyên zin nha, chế nguyên zin này. Chế 2 kim nguyên zin luôn của nó nha. Nòng nguyên zin này. Đấy, con này giá 1.700.000. Con này thì công suất của nó là nho nhỏ để anh em về xài gia đình thôi, không thể phát cước được, phát dao được thôi anh em nhé. Con này thì về anh em đặt con này thì sẽ tặng kèm cho anh em là một dây đeo, một dao, một chắn cỏ và một típ màu buji và tô vít chỉnh anh em nhé. Đấy, tay lái của nó này, cái phần tay này, tay ga đẩy, tay ga này nói chung là khi anh em đặt con này thì em sẽ lên cho anh em tay ga bóp, chứ tay này anh em xài không được đâu ạ, tại vì nó rất là đau tay. Tại vì em quay video nên là em chưa dám thay, em để nguyên zin lại cho anh em để nhìn tình trạng con máy đã. Còn nếu mà anh em có nhu cầu lên tay ga bóp thì em sẽ lên sau cho anh em hoàn toàn miễn phí. Đây, đầu bò nguyên zin của nó hết nha. Đầu bò Nhật bãi nguyên zin, máy móc cam kết nguyên zin. Con này thì công suất của nó là 23cc và đường kính xe bít tông là 32mm. 23cc thì về phù hợp cho anh em phát dao khoảng 25 phân, 30 phân đủ lại đấy ạ. Đó, nói chung là con này thì nhỏ để anh em về sử dụng gia đình. Cùm vẫn là có hệ cùm rời anh em nhá, cùm rời, tum là hợp kim nhôm luôn. Đó, thôi. Bấm vào là tắt. Đấy, giá 1.700.000. Con này là dòng Mitsubishi TB23. Công suất của nó là 23cc và đường kính chai bít tông của nó là 32mm anh em nha. Vâng, và cuối cùng là qua một con máy cưa siêu trường siêu trọng này. À quên, con máy cắt cỏ em cứ lộn con máy cưa. À, đây, con này nó là hàng Hukama. Hàng này cũng của Việt Nam sản xuất và dòng này nó là dòng máy mới anh em nha. Con này thì cửa hàng chúng em là chuyên cho bán cho các bác nào mà phát thuê, phát mướn, phát khoán anh em nhé. Đấy, con này là dòng 541, công suất của nó là 41cc và đường kính chai bít tông của nó là 40mm. Dòng này, đây, Hukama.
giá 2.200.000, máy móc cực kỳ đẹp cho anh em luôn này. Fukuma công suất của nó này 1,5 kW, còn cái con mà F2 kia thì công suất của nó là 0,9 kW anh em nhá. Đó, chênh nhau rất là nhiều đúng không anh em. Hệ cùm là cùm rời luôn này. Đấy, tum là tum rời, anh em muốn đến nữa chán chế cháo ra thành máy cưa, à quên, máy cắt máy bơm nước hay là máy phát điện thì rất là ok nha. À, tay ga này, tay ga công tác ở bên dưới này luôn nha. Con này thì công suất cực kỳ lớn luôn rồi. Đầu bò to luôn này. Đầu bò cực kỳ dày dặn luôn anh em nhá. Anh em nhìn không? Quá là dày luôn này. Dày cực kỳ luôn anh em. À, ốc này. Cho em nhìn không? Siêu chắc chắn luôn nha. Con này thì nói chung là với cái giá 2.200.000 thì cả chúng em anh em kiếm không đâu ra được. Chỉ có cửa hàng chúng em bán cái giá này thôi. Tại vì em nhập là nhập trực tiếp từ nhà máy về, và nhập rất là nhiều nên là được nhà máy hỗ trợ cái giá cực kỳ rẻ, nên là anh em bán ra cho cửa hàng, anh em cửa hàng chúng em bán ra giá cũng cực kỳ rẻ cho anh em. Đấy, con này thì tích hợp chụp giật trợ lực luôn nha. Cái dòng 541 là nó cái nòng lớn nên là nó được phải tích hợp cái chụp giật trợ lực thì giật nó mới bền được. Còn nếu mà anh em mà không ráp cái chụp giật thường vào thì nó rất là hay bị hỏng cái chụp giật anh em nhé. Chân trống sắt luôn này chứ không phải là chân trống mà bằng nhựa như con máy rẻ tiền anh em nha. À, anh em thấy không, chân chống bằng sắt luôn nhá, để cho giúp cho cái bảo vệ cái bình xăng này cho anh em là không bao giờ nó chạm dưới đất, cũng như là có những cái vật sắc nhọn gì nó đâm lên. Đấy, giật rất nổi cho anh em nha. Con này thì sẽ được tặng kèm cho anh em này là một dao, một chắn cỏ, một bộ dây đeo, một bộ đồ nghề, và tặng thêm cho anh em một cái ổ phát cước nữa. Con này thì ổ phát cước thì cực kỳ khỏe luôn anh em nhá. Anh em nào về phát cước, phát thuế, phát mướn, phát khoán, một ngày phát dao hết khoảng tầm 2,5 lít đến 3 lít xăng. Còn nếu mà phát cước hết khoảng tầm 3 lít đến 3 lít rưỡi xăng anh em nhé. Tùy độ anh em phát, phát là phát cày đất hay là phát như thế nào đấy ạ. Giá mà 2.200.000 một con máy cưa, máy cắt cỏ mới đập thùng ra luôn, chưa hề đổ xăng. Đây là lần đầu tiên đổ xăng để nổ cho anh em nghe tiếng máy. Đấy, thì anh em thấy hời không? 2.200.000 miễn phí vận chuyển cho anh em, tặng thêm cho anh em một ổ phát cước, một con dao, một chắn cỏ, một dây đeo và một bộ đồ nghề anh em nhá. Với kèm theo một con máy đầy đủ như thế này, anh em về chỉ việc đổ xăng và là xài thôi. Đó, nhìn con máy siêu VIP nha, chuyên để cho anh em về đập phát cước. Vâng, và nếu mà anh em có nhu cầu mà ưng một trong bốn con này thì chỉ cần báo cho em cái mã là anh muốn chốt con F1, F2, F3, F4 chẳng hạn. Đấy, là em đã ghi rõ cái mã rồi. Thì anh em cứ thế là theo cái mã đấy mà anh em đặt hàng anh em nhé. Liên hệ trực tiếp cho cửa hàng chúng em 0354392929. Vâng, xin chào toàn thể anh em, hẹn anh em những video tiếp theo.